Nhà lắp ghép không chỉ đẹp mà còn linh động, xây dựng được ở những nơi có địa hình khó như đồi núi, ao hồ tạo nên những không gian chiêu tuyệt đỉnh, không nơi nào sánh bằng. Với nét hiện đại, đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, nhà lắp ghép là điểm nhấn cho những bức tranh sơn thủy thêm có tình. Đó là lý do vì sao mà nhà lắp ghép lại được lựa chọn, xây dựng nhiều để làm nơi nghỉ chân cho các du khách ở các khu nghỉ dưỡng, homestay, và ngày càng phổ biến để làm nhà ở trong kiến trúc hiện đại. Bạn sẽ cùng SY House bắt chen với một ngôi nhà lắp ghép đẹp, thơ mộng và bền chắc như trong video dưới đây chứ.